Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 98. Con người của hai ông lão co lại, thần hoàng lệnh. Xin lỗi công tử, lão phu lắm mồm, mời vào. Hai ông lão lập tức nhường đường. Vẻ lạnh lùng trong ánh mắt của trăm hộ vệ trông cửa biến mất, thay vào đó là sự kính nể nhiệt liệt. Người có được thần hoàng lệnh chính là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ôi vãi, mi có thần hoàng lệnh thì phải nói sớm chứ chết tiệt, cậu ta tạo nét kìa. Ai có thần hoàng lệnh trong tay mà không phải thiên tài đâu. Viên sĩ tổ thua cũng không oan. Người tu võ trên bậc thang thấy thế thì nhao nhao đổi giọng. Diệp Bắc Minh cười. Đi qua cửa điện thần hoàng. Lạc Khuynh Thành bay đến, đứng cách vài mét trước mặt Diệp Bắc Minh, em phách lối quá. Những người đó đến đây với tấm lòng thành kính, em không cần phải sỉ nhục bọn họ. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, quỳ xuống cầu xin điện thần hoàng thu nhận. Sơ tâm võ đạo của những người đó có thể mạnh đến mức nào chứ? Bọn chị sẽ nhận người quỳ xuống làm đệ tử à? Lạc Khuynh Thành trả lời, không. Diệp Bắc Minh lắc đầu, các chị quá dối trá, vừa hưởng thụ sự cúng bái của bọn họ lại vừa khinh thường những người đó. Em mới là người quang minh lỗi lạc. Khinh thường ra mặt luôn. Lạc Khuynh Thành. Cô ấy nhìn xoáy vào Diệp Bắc Minh, đi theo chị. Rồi xoay người đi. Diệp Bắc Minh theo sau, đi thẳng đến khu vực trung tâm của Điện Thần Hoàng. Trên một quảng trường hình tròn khổng lồ, đã có mấy trăm người đứng ở đó. Nam, nữ, già, trẻ đủ cả. Đột nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên, cậu chính là Diệp Phong. Một ông lão mặc áo choàng xanh lá đi tới. Tay cầm gậy chống hình con rắn. Ngay tức khắc, mọi người xung quanh đều nhường đường. Ngữ khí của ông ta ngạo mạn như người bề trên. Như đứng trên cao nhìn xuống thế gian. Cảnh giới thần hoàng đỉnh phong đích xác có tư cách này. Ông là ai? Diệp Bắc Minh không khúm núm cũng không tự đại. Ông lão cười giả chân, cậu giết đệ tử ký danh của lão phu là Lâm Trần mà còn không biết lão phu là ai à? Lạc Khuynh Thành cao mày truyền âm cho Diệp Bắc Minh. Sau khi dịch dung em gây sự với lão tổ Bích Hỏa à? Diệp Bắc Minh trả lời, Lâm Trần chọc em trước. Lạc Khuynh Thành hết nói nổi, cô ấy nghi ngờ mình chọn Diệp Bắc Minh liệu có phải một quyết định đúng không nữa. Cô ấy suy tư một lúc rồi nói, lão tổ Bích Hỏa, đây là đệ tử của tôi, Diệp Phong. Nếu cậu ấy có chỗ nào đắc tội ông thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi ông. Lão tổ Bích Hỏa lắc đầu, một đệ tử ký danh thôi, chết thì chết. Không phải vấn đề gì to tát, cậu quỳ xuống dập đầu với lão tổ thì chuyện này. Xí xóa. Đúng rồi, lão tổ nghe nói lúc cậu mới vào đây thì kiêu căng lắm, nói những người quỳ ở bậc thang là phế vật. Suýt TL. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Lạc Khuynh Thành sầm mặt. Cô ấy đã nói Diệp Bắc Minh là đệ tử của mình. Lão tổ Bích Hỏa làm thế có khác nào vả mặt cô ấy ngay trước mặt mọi người đâu. Hơn nữa. SSSS, tất cả mọi người trên quảng trường đều suýt xoa kinh hãi. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám nói như thế nới lão tổ Bích Hỏa. Tên Diệp Phong này điên rồi ư. Từ Tử Lâm, Trương Đạc, Nguyễn Thanh từ đồng loạt ngẩng đầu lên. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Chỉ có Đường Hạo, vẻ thù địch lóe lên trong mắt anh ta. Người phụ nữ trung niên rất kinh ngạc, Dĩnh Nhi, cái cậu Diệp Phong con vừa ý dũng cảm thị. Sở Dĩnh Nhi cũng nghệt mặt ra, cô ta ngơ ngác gật đầu, lần trước ở thần quốc hư không anh ấy cũng dũng cảm như bây giờ. Sắc mặt của Lạc Khuynh Thành thay đổi, Diệp Phong, em đừng nói lung tung. Em nói sai à? Diệp Bắc Minh lắc đầu, lão già này nghĩ mình là cái thá gì? Bảo em quỳ thì em phải quỳ à? Lần Trần khiêu chiến em, chết trên võ đạo. Chỉ có sư phụ vô dụng mới dạy dỗ ra đồ đệ vô dụng. Si, mọi người lại hoảng sợ. Anh đang thẳng tay vả mặt lão tổ Bích Hỏa. Cái tên Diệp Phong này không muốn sống sót ra khỏi điện thần hoàng nữa sao? Lão tổ Bích Hỏa tức đến mỗi cầm gậy đầu rắn phát ra tiếng răng rắc như muốn bóp vỡ nó, nhãi danh, lão phu muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới là đồ vô dụng. Gậy đầu rắn gõ mạnh xuống đất. Rầm. Diệp Bắc Minh nhíu mày, truyền âm cho Lạc Khuynh Thành, chị chuẩn bị lấy ông ta à? Không biết vì sao Lạc Khuynh Thành lại né tránh ánh mắt của anh. Không liên quan gì đến em, giữa hai chúng ta chỉ có giao dịch thôi. Mặt lão tổ Bích Hỏa đen kịt, ông ta nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt oán độc, thẳng danh, nỗi nhục ngày hôm nay lão phu sẽ nhớ kỹ.
Vệ Tể, Chu Nhã, Cao Bằng, sau khi vào nơi thí luyện, nhiệm vụ vi sư giao cho các con tạm gác lại đãi. Nhiệm vụ hàng đầu là giết chết thằng nhãi phế vật kia. Nhớ lấy, nhất định phải hành hạ đến chết. Vâng, sư phụ. Hai nam một nữ đứng sau lão tổ Bích Hỏa, đôi mắt của bọn họ lạnh như băng. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, Vệ Tể, Chu Nhã, Cao Bằng đều là đệ tử thân truyền của lão tổ Bích Hỏa. Lột người cảnh giới thần hoàng, hai người còn lại cũng đến cảnh giới bán bộ thần hoàng, tiểu tử Diệp Phong chết chắc rồi. Sở Dĩnh Nhi lo lắng, sư phụ, cầu xin người nghĩ cách đi mài. Người phụ nữ lạnh lùng lắc đầu, tự gây nghiệt thì không sống được. Đôi mắt âm trầm lạnh lẽo của lão tổ Bích Hòa nhìn Diệp Bắc Minh chòng chọc, lão phu hy vọng cậu có thể sống sót ra khỏi nơi thí luyện, có thế cậu mới biết tuyệt vọng thế nào khi đắc tội lão phu. Ông ta gõ mạnh gậy đầu rắn xuống đất rồi không nói gì nữa. Bây giờ Độc Cô Bá Đạo mới quay đầu lại, dịu dàng nhìn Lạc Khuynh Thành, Khuynh Thành, em không sao chứ? Không sao. Lạc Khuynh Thành lắc đầu. Độc Cô Bá Đạo nhìn sang Diệp Bắc Minh. Không biết tại sao ông ta lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Giống như đã từng gặp người này ở đâu đó. Cậu tên là Diệp Phong à? Cậu rất giống một người mà tôi quen biết. Diệp Bắc Minh tỏ ra rất bình tĩnh, ai cơ? Độc Cô Bá Đạo không trả lời. Vụt! Người phụ nữ trung niên bên cạnh Sở Dĩnh Nhi bên nheo mắt lại, hay cho một tên Độc Cô Bá Đạo, giấu giếm thật sâu. Sở Dĩnh Nhi đương nhiên hiểu rõ người này. Chỉ là không ngờ trong cơ thể Đường Hạo lại có xương chí tôn. Xương cốt màu đỏ. Được điện thần hoàng nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Chưa bao giờ bái sư suốt nhiều năm qua. Tuổi còn trẻ đã là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, tương lai nhất định có cơ hội tiến vào tổ cảnh. Chỉ là không ngờ rằng, Đường Hạo lại là đệ tử của Độc Cô Bá Đạo. Độc Cô Bá Đạo chỉ vào Diệp Bắc Minh, sau khi tiến vào nơi thí luyện, để nó đi cùng cậu. Nếu ai dám đả thương đệ tử của Khuynh Thành, giết không tha. Vâng. Đường Hạo gật đầu. Sắc mặt của ba người Vệ Tể, Chu Nhã, Cao Bằng trắng bệch. Dù có cho bọn họ 10.000 lá gan, bọn họ cũng không dám trở thành kẻ thù của Đường Hạo. Sắc mặt của lão tổ Bích Hỏa âm trầm đến đáng sợ, Độc Cô Bá Đạo, ông quyết tâm muốn trở thành kẻ thù của tôi sao? Độc Cô Bá Đạo cười mỉa một tiếng, ông đã bị mắc kẹt ở cảnh giới thần hoàng đỉnh phong mấy chục nghìn năm, tuổi thọ cũng sắp đến cuối. Nếu lần này không tìm được món đồ kia để kéo dài tính mạng, ông có thể sống sót đến lúc nơi thí luyện mở ra lần tiếp theo sao? Đối địch với ông thì tính là cái thá gì? Ông, lão tổ Bích Hỏa tức giận đến toàn thân run rẩy, được. Được, được lắm. Còn lại phần lớn đều là cảnh giới thần tôn, hầu như không có người nào. Thuộc cảnh giới thiên thần. Diệp Bắc Minh là người duy nhất để lộ ra hơi thở của cảnh giới đế. Đột nhiên, quảng trường dưới chân rung chuyển. Vô số đạo phù văn sáng lên, hư không hơi rung động. Một tiếng ầm vang trầm, âm thanh như tiếng xé vải vang lên. Hư không bị xé mở ra một vết rách, một luồng hơi thở cuồng bạo ập vào mặt. Đi! Một số thanh niên cũng không nhịn nổi nữa mà bước một bước vào trong đó. Lạc Khuynh Thành lúc này mới ném một chiếc nhẫn chứa vật cho Diệp Bắc Minh, thứ chị muốn đều được ghi lại ở phía trên. Diệp Bắc Minh thu hồi nhẫn chứa vật, suy tư một chút. Anh đi theo sau lưng đám người Đường Hạo, Từ Tử Lâm, Trương Đạc, Nguyễn Thanh Từ, bước vào nơi thí luyện. Diệp Phong! Anh còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra tình huống xung quanh, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Sở Dĩnh Nhi đi qua, anh có nhìn thấy thứ mà tôi để lại không? Anh đến Điện Thần Hoàng là để tìm tôi phải không? Diệp Bắc Minh quay người lại, nhìn vẻ mặt chờ mong của Sở Dĩnh Nhi. Anh thở dài một hơi, lấy ra Phượng Huyết Bảo Ngọc mà Sở Dĩnh Nhi để lại, cô Dĩnh, thật xin L. Chuyện trong Hoàng Cung hôm đó chỉ là gặp dịp thì chơi, tôi tới đây chính là muốn nói rõ với cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Dĩnh Nhi lập tức trở nên ảm đạm. Mọi kỳ vọng ban đầu đều trở thành nỗi thất vọng. Cô ta cố nở một nụ cười nhợt nhạt, tôi hiểu, tôi đều hiểu. Cảm ơn cậu Diệp đã báo cho tôi biết, Dĩnh Nhi xin cáo từ. Khoảnh khắc xoay người lại, những giọt nước mắt trượt xuống từ nơi khóe mắt. Diệp Bắc Minh nhìn Sở Dĩnh Nhi biến mất, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ. Cách đó không xa, ba người Đường Hạo, Từ Tử Lâm, Trương Đạc nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt nghiền ngẫm. Từ Tử Lâm cười trên nỗi đau của người khác, thằng nhóc nhà cậu đúng là diễm phúc không cạn nha.
chẳng lẽ cậu không biết Sở Dĩnh Nhi là công chúa của thần quốc hư không? Đáng tiếc, cậu chỉ có diễm phúc, không có phúc phận. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, thằng nhóc, nơi thí luyện này rất lớn. Nói đây là nơi thí luyện, nhưng tôi lại cảm thấy nó càng giống một thế giới đã bị hủy diệt hơn. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tiếp tục nói, bản tháp đã tìm kiếm một lượt, phát hiện thế giới này có ít nhất 1.000 di tích được trận pháp bảo vệ. Còn có một số yêu thú, ma thú cực kỳ khủng bố, lợi hại. Khi màn đêm buông xuống, Đường Hạo dừng lại, mệnh lệnh Trương Đạc đốt lửa trại, mấy người ngồi bên đống lửa nghỉ ngơi. Từ Tử Lâm chỉ vào Diệp Bắc Minh, này, đêm nay cậu gác đêm, bây giờ lập tức đi tuần trai. Diệp Bắc Minh cau mày, tại sao lại là tôi? Trương Đạc đập mạnh ấm nước trong tay xuống đất, thằng nhóc này, nếu không phải cậu thì lẽ nào là tôi sao? Nếu không phải dọc đường đi có chúng tôi bảo vệ, cậu có tin là đám người vệ tể, Chu Nhã, Cao Bằng lập tức xông đến, khiến cậu chết không có chỗ chôn hay không? Vẻ mặt của Từ Tử Lâm thiếu kiên nhẫn, giải thích với cậu ta nhiều như vậy làm gì? Còn không mau đi tuần tra. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Cậu Diệp, nơi thí luyện vào ban đêm rất nguy hiểm. Nguyễn Thanh Từ hét lên, Diệp Bắc Minh sớm đã biến mất không dấu vết. Trương Đạc tức giận chửi rủa, mẹ kiếp, tôi chỉ nhìn gương mặt của thằng nhóc này đã thấy khó chịu. Nếu không phải Độc Cô Tiền Bối ra lệnh bảo vệ tên rác rưởi này, ông đây đã là người đầu tiên giết chết cậu ta. Từ Tử Lâm gật đầu, đúng vậy, cậu ta là cái thá gì chứ, cũng không nhìn xem một chút thực lực chính mình, lại dám trêu chọc lão tổ Bích Hỏa. Ánh mắt của Đường Hạo lạnh băng, đừng gây chuyện. Nhất định phải tìm thấy cỏ long chỉ, nhân sâm hoàng huyết, đây là những vật mấu chốt để sư phụ tiến vào tổ cảnh. Nếu có ai dám để cho chuyện này xảy ra sai sót gì, chết. Từ Tử Lâm và Trương Đạc rụt cổ một cái, không dám nói thêm gì nữa. Cộc, cộc, cộc. Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng bước chân thanh thúy. Giây tiếp theo, một tiếng cười lạnh lẽo truyền đến, ha ha. Anh nói cậu ta là thật sự ngu ngốc hay là thiểu năng vậy? Cứ đi theo đội của Đường Hạo không phải tốt hơn sao? Tại sao phải lựa chọn rời khỏi đội chứ? Bây giờ thì hay rồi, mạng nhỏ cũng sắp không giữ nổi rồi. Giọng nói vừa rơi xuống. Ba bóng người xuất hiện từ ba hướng. Vệ tể, Chu Nhã, Cao Bằng. Trong bóng tối, đồng tử của Trương Đạc co lại một chút. Ba người cười nghiền ngẫm. Nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn một món đồ chơi. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nhã mang theo ba phần tàn nhẫn, tôi nhớ sư phụ nói muốn hành hạ đến chết tên phế vật này phải không? Hai vị sư huynh, các người cảm thấy chúng ta nên làm thế nào đây? Cao Bằng giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa xanh lục đang cháy hừng hực, để cậu ta nếm thử hương vị của độc hỏa u minh, khiến thần hồn của cậu ta thiêu đốt thành tro. Vĩnh thế không được siêu sinh. Chu Nhã quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía vệ tể, vệ sư huynh, anh cảm thấy chúng ta nên giết cậu ta như thế nào? Hai tay vệ tể ôm ngực, các người tùy ý, tôi nhìn là được. Nhưng để đề phòng, tốt nhất là trước tiên phải phá hủy đan điền của tên nhóc này. Được, Chu Nhã trả lời một tiếng giòn tan, nhưng trên mặt lại là cực kỳ âm độc. Cô ta giẫm chân một cái, hóa thành một cơn lốc đánh tới. Thằng nhãi phế vật, quỳ xuống cho bà cô. Tay ngọc nhỏ dài tàn nhẫn đánh vào vị trí đan điền của Diệp Bắc Minh. Vệ tể và Cao Bằng cười mỉa, trong đầu đã hiển ra dáng vẻ đan điền của Diệp Bắc Minh bị đánh nát. Quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Giọng kinh sợ vang lên. Phập, cái đầu nổ tung. Sư muội. Vệ tể và Cao Bằng hít khí lạnh, rốt cuộc là kẻ nào? Châu Nhã là thần tôn đỉnh phong đấy, thực lực được coi là bình thường trong số đệ tử của Điện Thần Hoàng. Nếu ở bên ngoài, cũng là thiên tài tuyệt đối. Lại bị tên phế vật trước mặt bóp chết. Diệp Bắc Minh cười, tôi chính là tên phế vật mà các người nói đây. Ảnh Thuấn. Xuất hiện trước hai người, tấn công ta hai nắm đấm. Gru. Hai con huyết long từ trong bóng tối lóe lên rồi vụt tắt, phập phập. Hai làn xương máu nổ tung. Vãi, 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 giết cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Hắn là quái vật gì? Trong lòng Trương Đạc vô cùng hối hận, mình đi theo đến làm gì chứ? Nhìn đủ chưa? Diệp Bắc Minh quay đầu, nhìn về một hướng. Trương Đạc sợ đến hai chân mềm nhũn, vừa bò vừa lăn đến, cậu Diệp, tôi bia sai rồi.
Tôi thực sự không biết thực lực của cậu lại khủng bố như vậy. Phập, phập, phập. Tên mập này vừa dập đầu vừa khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Cậu coi tôi là cái rắm, cứ đánh ra đi. Chỉ cần cậu đồng ý tha cho tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Phập, phập, phập. Nhìn Trương Đạc, Diệp Bắc Minh cất giọng thú vị, tôi và anh không thù không oán, tại sao phải giết tôi? AI. Làm sao có thể? Đi thôi. Đi thôi. Trương Đạc ngẩn người, đi về. Được. Hai người về trước lửa trại. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh quay về, Nguyễn Thanh Từ thở nhẹ nhõm, cuối cùng hai người cũng về rồi, cậu Diệp không gặp nguy hiểm chứ? Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu, tôi không sao. Trực tiếp ngồi xuống, lấy ra một miếng thịt thú rừng từ chiếc nhẫn chữ vật ra nướng. Đường Hạo cau mày. Từ Tử Lâm thấy vậy quát một tiếng, ai cho anh ngồi nghỉ hả? Vừa nãy bảo anh đi tuần tra, anh không nghe thấy phải không? Diệp Bắc Minh lộ ra nụ cười như không cười. Nhóc con, cười cái gì? Nếu không muốn tuần tra thì cút ngay lập tức cho tôi. Từ Tử Lâm tỏ vẻ mặt thích thú. Hắn nghĩ Diệp Bắc Minh quay về, chắc chắn là lo sợ gặp phải nguy hiểm trong khu thí luyện. Trương Đạc thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng, đừng ồn nữa, để cậu Diệp nghỉ ngơi đi, tôi đi tuần tra là được. Nói xong, vội vàng lao đi tuần tra. Từ Tử Lâm ngẩn người, nhìn sang Trương Đạc với ánh mắt kinh ngạc truyền âm, từ sau khi Trương Đạc quay lại thì không đúng lắm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Con người Trương Đạc như ngọn cỏ đầu tường, hắn quay ngoắt 180 độ với Diệp Phong, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, Đường Hạo trả lời với con mắt băng lạnh. Nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Bắc Minh. Chỉ tiếc là, đối phương không có biểu cảm gì. Thơm quái. Nguyễn Thanh Từ ngửi thấy mùi thịt nướng, không nhịn được nuốt nước miếng. Diệp Bắc Minh thản nhiên cười, chia một nửa cho Nguyễn Thanh Từ cảm ơn cậu Diệp. Trong lòng Từ Tử Lâm vô cùng không vui, nhóc con, chỉ nghĩ đến bản thân thôi hả? Phần của chúng tôi đâu? Diệp Bắc Minh trực tiếp phớt lờ. Nhóc con, tôi đang nói với anh đấy. Không nghe thấy phải không, Từ Tử Lâm tức giận. Tiến lên một bước, giơ tay tóm về phía thịt thú rừng trong tay Diệp Bắc Minh. Bốp, một tiếng giòn tan. Từ Tử Lâm bay ra đập xuống cách mấy chục mét, khuôn mặt sưng phồng như đầu heo. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Diệp Bắc Minh, hắn có trực giác. Nếu còn dám nói thêm một câu, tên nhóc này thực sự có thể giết mình. Trong tĩnh lặng như cái chết. Giọng của Đường Hạo vang lên, anh Diệp. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, anh làm vậy không hay lắm nhỉ? Diệp Bắc Minh nhìn sang Từ Tử Lâm, anh ta nói mày là chó của anh ta. Mày nói có phải không? Đường Hạo. Từ Tử Lâm đỏ bừng đôi mắt, có chút tức giận nhìn Đường Hạo. Tuy hắn việc gì cũng nghe theo Đường Hạo sai bảo. Nhưng hắn cũng là cảnh giới thần hoàng. Làm sao có thể là chó của Đường Hạo? Đường Hạo cười, cho anh làm chó của tôi, đã là nâng cao anh rồi. Làm sao, anh không muốn. Đồng tử của Từ Tử Lâm co mạnh lại, tức giận sộc lên đến não, vãi, mẹ kiếp. Tôi đây cũng là cảnh giới thần hoàng, tôi cũng là con người. Tôi coi anh là anh em, anh lại, còn chưa nói hết câu, ồn ào. Đường Hạo trực tiếp bùng lên, gần như lập tức xuất hiện trước người Từ Tử Lâm. Giơ tay tóm thiên linh cái của hắn, rắc rắc một tiếng xương máu nổ tung. Tiếng nói dừng hẳn. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tôi sẽ không giết người mình, càng sẽ không coi người của mình là chó. Ha ha! Đường Hạo cười như không cười, sát ý dần ngưng tụ, lão quỷ, bây giờ tôi ra tay nắm chắc mấy phần có thể giết được hắn. Ở sâu không đan điền của Đường Hạo, một tòa nhà quỷ đen xì sừng sững, trong nhà quỷ vang lên giọng nói. Tôi cũng không nhìn thấu được tên nhóc này, với thực lực hiện tại của cậu, tuy có thể giết hắn, nhưng cũng phải trả cái giá cực lớn. Tôi kiến nghị là cậu tìm được thứ đó trước đã, tăng lên cảnh giới thần hoàng trung kỳ rồi giết hắn cũng không muộn. Lão quỷ, cả ông mà cũng không nhìn thấu, Đường Hạo thu lại sát ý. Hắn thực sự muốn giết Diệp Bắc Minh ngay bây giờ. Đã như vậy, chúng ta đường ai nấy đi đi. Thanh Từ, đi theo tôi đi, Đường Hạo nhìn sang Nguyễn Thanh Từ. Nguyễn Thanh Từ gật đầu lia lịa, tôi không muốn. Rồi lại sát gần Diệp Bắc Minh. Đường Hạo cười đầy thâm ý, được. Vậy cô đi theo anh ta đi. Quay người biến mất trong màn đêm. Thành phố thần. Sáng sớm Vương Yên Nhi đã mở cửa kinh doanh, cả buổi sáng lại không có vị khách nào đến. Có chuyện gì vậy, sao không có khách? Tiêu Vô Tướng đầu toát đầy mồ hôi chạy đến, cô Vương,
xảy ra chuyện lớn rồi. Trong một đêm, có hai cửa hàng mới mở phía đối diện thiên hạ đệ nhất đan và thiên hạ đệ nhất y. Một nhà y các, một nhà đan các, những cuộc làm ăn vốn thuộc chúng ta đều bị bên đối diện cướp rồi. Cái gì? Vương Yên Nhi ngẩn người, cậu Diệp vừa luyện ra một lô đan dược, đều là chất lượng hàng đầu. Hơn nữa chúng ta có tiền bối cuồng đan tọa chấn, bên đối diện có thể cướp công việc làm ăn của chúng ta. Tiêu Vô Tướng gật đầu, nói thì đúng như vậy, nhưng không biết bên đối diện có lai lịch thế nào. Suýt, chơi lớn quá, cuồng đan cũng mới là đan tôn cửu phẩm. Phía đối diện đã mới liền ba người. Đôi mắt Vương Yên Nhi châm xuống, họ đang nhắm vào chúng ta. Cậu Diệp giao chỗ này cho chúng ta quản lý lo liệu. Tôi quyết không cho phép công việc làm ăn bị cướp. Tiền bối cuồng đan đâu? Chúng a đi xem sao. Tiêu Vô Tướng trả lời, phía đối diện liên tục phái người đến khiêu khích, tiền bối cuồng đan qua đó đấu với họ rồi. Cái gì? Không ổn, cẩn thận bị lừa. Vẻ mặt Vương Yên Nhi biến sắc. Tóm góc váy đi đến phía đối diện con phố. Thánh Thủ Các, Thiên Đan Phường. Hai biển hiệu lớn nổi bật chói mắt. Ở bên góc của tấm biển có một biểu tượng quen thuộc lọt vào mắt. Biểu tượng của nhà họ Ngư. Vương Yên Nhi kinh ngạc. Bỗng nhiên, cuồng đan thua rồi. Trong Thiên Đan Phường truyền ra tiếng bàn tán xôn xao. Vương Yên Nhi vội vàng chen vào trong đám đông. Trong đại diện của Thiên Đan Phường gần như chật kín người. Chỉ thấy cuồng đan đứng trước một đỉnh đan, vẻ mặt hồn siêu phách lạc. Tôi thua rồi. Tôi lại thua rồi. Có ba ông lão đứng đối diện. Một ông dâu cá chê, một người một mắt, một ông dâu tóc đều bạc trắng. Trên khuôn mặt người nào cũng mang theo vẻ lạnh lùng. Ông lão dâu cá chê cười nói, đây chính là cuồng đan trong truyền thuyết sao. Ngô Đức Lộc tôi còn chưa dùng hết toàn lực mà ông đã thua rồi. Ông còn có vụ cược vừa nấy chứ, hoặc là cả đời không được phép luyện đan, hoặc là tự chặt một cánh tay. Đôi mắt cuồng đan đỏ bừng, tôi từng hứa với sư phụ, phải luyện đan cho. Thái Dương Tông, cả đời không luyện đan thì tôi không làm được, đã thua cược thì phải chịu, tôi nguyện chém đứt một cánh tay. Cuồng đan kinh hãi, cô Vương, cô đang làm gì vậy? Vương Yên Nhi bất chấp năm ngón tay đau nhức, tiền bối cuồng đan, ông không thể chém đứt một cánh tay. Ông không còn cánh tay, sau này làm sao có thể luyện đan? Cuồng đan cười khổ một tiếng, lão phu không giỏi bằng người khác, nguyện thua thì chịu phạt. Không được. Vương Yên Nhi cầu xin, bỗng nhiên, ha ha ha, một tiếng cười thú vị vang lên, đây là người của Thái Dương Tông sao? Không hiểu đạo lý dám chơi dám chịu sao? Làm sao, các người định dở trò hả? Đám người chủ động nhường ra một lối đi. Ba đan tôn cửu phẩm cũng quay đầu, chắp tay với một cô gái ăn mặc hoa lệ, xin chào phường chủ. Ngư Thất Tình, chủ nhân của Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các. Vương Yên Nhi nhìn thấy Ngư Thất Tình liền vội vàng lên tiếng, Thất Tình, cậu xin cô cho tiền bối cuồng đan một cơ hội đi được không? Ôi ôi ôi! Ngư Thất Tình kêu lên, cô cũng muốn cơ hội hả? Lúc trước khi tôi bảo cô xin Diệp Bắc Minh cho tôi một cơ hội, thì cô làm gì hả? Còn nữa, chúng ta sớm đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, đừng gọi thân thiết như vậy. Cô có thể gọi tôi là gia chủ nhà họ Ngư, Thánh Thủ Các chủ, Thiên Đan Phường chủ đều được. Duy nhất không thể gọi tên của tôi, thân phận của cô không xứng với tôi. Hiểu không? Vương Yên Nhi cắn môi đến trắng nhợt, Ngư gia chủ, chuyện lúc trước là lỗi của tôi. Vương Yên Nhi xin dập đầu nhận xêu hai đầu gối mềm trực tiếp quỳ xuống. Phập, phập, phập. Dập dầu ba cái. Cô Vương quỳ dập đầu rồi. Đại tiểu thư nhà họ Vương lại quỳ xuống, chẳng phải là làm nhà họ Vương mất mặt sao? He he. Đại tiểu thư nhà họ Vương quỳ trước gia chủ nhà họ Ngư cũng không coi là mất mắt chứ. Chỉ là nghe nói trước đây hai người này là bạn thân, bây giờ lại trở mặt thành thù. Thú vị, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Giống như từng con dao đâm vào trái tim của Vương Yên Nhi. Ngư Thất Tình cười đắc ở chỗ tôi không đáng tiền. Quỳ xuống có tác dụng hả? Vương Yên Nhi cô quỳ. Vương Yên Nhi ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy tia máu, Ngư gia chủ, cô muốn thế nào? Vương Yên Nhi ngăn cản nói, tiền bối cuồng đan, đừng để mọi việc mà Yên Nhi làm trở thành vô ích. Cô, ngốc quái cuồng đan xúc động trong lòng. Cùng lúc đó, Vương Yên Nhi nhìn Ngư Thất Tình với khuôn mặt trắng bệch, đủ chưa?
Sâu trong đồng tử của Ngư Thất Tình run lên, ngoại trừ tức giận thì nhiều hơn là đố kỵ. Đúng thế, đố kỵ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Vương Yên Nhi có thể vì người của Diệp Bắc Minh mà tự chặt gãy một cánh tay? Không đủ. Ngư Thất Tình khế quát một tiếng, cánh tay của một kẻ đê tiện như cô làm sao có thể so được với cánh tay của Cuồng Đan, ít nhất phải cần hai cánh tay. Được. Vương Yên Nhi cắn chặt thanh kiếm trong tay, chém về phía tay trái. Phụt. Khoảnh khắc cánh tay rơi xuống đất. Vương Yên Nhi ngẩng đầu cười với khuôn mặt tái nhợt, Ngư gia chủ, đây là lời vàng ngọc của cô. Hai cánh tay đổi lấy một cánh tay của tiền bối Cuồng Đan, chắc cô phải giữ lời chứ. Cỡ. Ngư Thất Tình nhất thời nghẹn lời, trước mặt nhiều người như vậy. Đương nhiên cô ta không thể không giữ lời, các người cút cho tôi. Cảm ơn. Vương Yên Nhi cười, đứng lên nhìn sang Cuồng Đan, tiền bối, chúng ta đi. Cô Yên Nhi, cả người Cuồng Đan cứng đờ, tiến lên dìu Vương Yên Nhi rời đi. Trong đan điền vang lên giọng nói, chính là nơi này đã ngưng tụ oán khí ít nhất hàng chục triệu năm. Chỉ cần cậu hấp thụ hết toàn bộ oán khí ở đây, thì có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng trung kỳ. Đến lúc đó, cậu có thể tùy ý nắn bóp tên nhóc tên Diệp Phong đó. Đường Hạo không nhịn được run lên ớn lạnh, lão quỷ, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Lại có oán khí nhiều như vậy. Lão quỷ cười he he, một chúng tộc hàng tủ người bị giết, cả thế giới hóa thành vùng chết chóc. Oán khí nặng chút không bình thường sao? Suýt. Đường Hạo hít khí lạnh, nhiều người chết như vậy. Lão quỷ, sao ông biết? Lão quỷ nhả ra một câu, đồ nhi ngoan, vì là do lão phu làm mà. Nếu không phải một tên nhóc hoa tộc thượng gỗ giết vi sư, trấn áp chân thân của vi sư ở trong thế giới này. Lão phu sớm đã trở thành tổ tiên của quỷ đạo rồi. Nhớ đến bóng hình người hoa tộc thượng cổ đó, cơ thể của lão quỷ không khỏi run lên. Nhưng thiên đạo luân hồi, sau này hoa tộc thượng gỗ bị người khác tiêu diệt, cũng là đáng đời. Đường Hạo cau mày, lão quỷ, tôi nghe ông từng nói đến chuyện của hoa tộc thượng gỗ rất nhiều lần. Rốt cuộc là thế nào? Gia tộc đó rất mạnh sao? Lão quỷ cười khổ trả lời, đâu chỉ là mạnh, người của hoa tộc thượng cổ, kẻ nào cũng nghịch thiên. Cũng vì quá nghịch thiên cho nên mới mang đến họa diệt tộc, nhưng đó không phải là việc bây giờ cậu cần tìm hiểu. Việc hiện giờ cậu cần làm là hấp thụ oán khí trước mặt, tiến vào cảnh giới thần hoàng. Được, Đường Hạo không nói nhiều thêm, bước vào trong sơn cốc. Thần lực trong cơ thể sôi sục. Liền sau đó, oán khí trong sơn cốc giống như lốc xoáy hội tụ về phía cơ thể của Đường Hạo. Cậu Diệp, cậu uống không? Cậu Diệp, cậu đói không? Chỗ tôi còn có ít sơn hào hải vị, làm nóng lên thì có thể ăn. Cậu Diệp, chỗ tôi có một căn phòng mang theo người, cậu và cô Nguyễn có thể đi vào nghỉ ngơi. Diệp Bắc Minh cười, không cần anh lao vào biển lửa, bây giờ anh có tác dụng rồi đây. Xin đại ca phân phó. Trương Đạc tuyên thề. Phía trước là thần hoàng. Diệp Bắc Minh chỉ về phía trước, theo đánh dấu trên bản đồ, hang ổ của con thuồng luồng đen ba đầu thuộc tính thủy cảnh di. Thuồng luồng đen canh giữ long chỉ thảo, hy vọng khi độ kiếp nuốt chửng vật này hóa thành chân long. Nhiệm vụ của anh là dụ con thuồng luồng đen đi khỏi, tôi đến hái long chỉ thảo. Trương Đạc cứng đờ người chỉ vào mũi mình, hả? Tôi hả? Diệp Bắc Minh cười như không cười, sao thế? Không được à? Vừa nấy còn nói nhảy vào biển lửa đấy. Tên mập này trông có vẻ ngu ngốc, trên thực tế kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Rất sâu cảm xúc, thuộc. Anh muốn thử xem Trương Đạc có thật lòng hay không. Vẻ mặt Trương Đạc như sắp khóc, hai chân cũng không nhịn được run lên. Thưa ông luồng đen cảnh giới thần hoàng là thế nào chứ? Yêu thú so với con người, trời sinh đã hơn một cảnh giới nhỏ. Nếu là thuồng luồng đen cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, sức chiến đấu cũng sánh ngang với võ giả loài người thần hoàng trung kỳ. Không muốn thì thôi, coi như tôi chưa nói. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh thất vọng, tôi đi, đại ca, đợi tin tốt của tôi. Trương Đạc dậm chân, xông về hướng hang ổ của thuồng luồng đen như tên pháo đạn, sâu nhỏ, ra đây cho ông nội Trương của mày. Hôm nay ông nội Trương phải ăn da thuồng luồng đen nướng than, hấp thịt thồng luồng đen, hầm canh xương thuồng luồng đen. Nguyễn Thanh Từ hơi lo lắng. Anh Diệp, Trương Đạc là cháu đích tôn của nhà họ Trương nắm giữ dịch bảo các. Sáu con mắt của thuồng luồng đen ba đầu đỏ ngầu khóa chặt Trương Đạc, con người cũng dám khiêu khích bản tọa. Chết!
cơ thể khổng lồ giống như tòa núi lớn nghiền áp đến, muốn nghiền nát Trương Đạc thành bùn thịt. Trương Đạc chân tay hoảng loạn, lấy ra một cái khiên màu đen từ chiếc nhẫn chữ vật. Truyền thần lực vào trong, cái khiên liền to lên, choang một tiếng vang lớn. Tuy Trương Đạc bị đánh bay đi như cánh diều đứt dây, ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì không bị thương gì. Nguyễn Thanh Từ tỏ vẻ mặt kinh ngạc, cái khiên cấp thần khí. Diệp Bắc Minh lắc đầu, gia tộc người ta căn cơ thâm hậu, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta đi hái long chỉ thảo, quay người đi về phía hang ổ của thồng lồng đen, Nguyễn Thanh Từ đi theo phía sau. Trương Đạc thấy mình không hề bị thương, lập tức có dũng khí, ha ha ha, con trai thuồng luồng đen. Chỉ dựa vào chút thực lực của mày cũng muốn đánh thương ông nội Trương. Mày nằm mơ đi. Grun. Thuồng luồng đen gầm lên một tiếng, lại xông lên với lực đạo lớn hơn vừa nấy. Không chỉ gấp đôi. Trương Đạc lại bị đánh bay, cái khiến bị đánh ngược đập lên lồng ngực, nhếch nhác phun ra một ngụm máu tươi. Vãi, mày chơi thật hả? Đi vào hang ổ của thồng lồng đen, một luồng hàn lạnh thấu xương ập đến. Xương chí tôn trong cơ thể Diệp Bắc Minh vù vù, băng lạnh biến mất. Anh Diệp, lạnh, lạnh quá. Quay đầu nhìn. Nguyễn Thanh Từ gần như đóng thành người băng. Mái tóc, lông mi, đôi mắt, đôi môi, cái mũi, chỗ nào cũng xương giá. Hai tay ôm chặt bờ vai, cả người run lập cập. Ngay cả áo cũng đông cứng. Lại gần tôi chút. Diệp Bắc Minh lên tiếng. Được. Nguyễn Thanh Từ đi đến, xương giá trên khuôn mặt biến mất một nửa. Cô bé này chắc không phải cũng thích mình chứ. Vãi. Sức hút không có chỗ dừng chân của tôi. Cùng với đi sâu vào trong hang ổ của thuồng luồng đen. Trên người của Nguyễn Thanh Từ ngưng tụ một lớp xương giá, chân tay đều không chịu kiểm soát. Hay là, cô lại gần thêm chút đi. Được. Nguyễn Thanh Từ trực tiếp lao đến, cả người gần như áp sát vào trong lòng Diệp Bắc Minh. Một cảm giác ấm áp. Xương giá tan chảy, Nguyễn Thanh Từ lại cảm thấy hành động của hai người ấm áp. Vừa buông khỏi Diệp Bắc Minh, sức mạnh cực hàn lại ập đến. Chỉ có thể ôm chặt Diệp Bắc Minh, cứ như vậy, người người đi sâu vào trong hang ổ của thuồng luồng đen. Đến cuối cùng, cả người Nguyễn Thanh Từ gần như treo trên người Diệp Bắc Minh hy. Tìm được rồi. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đến trước một cây thảo dược giống như sản phẩm nghệ thuật điêu khắc băng hình rồng. Long chỉ thảo. Diệp Bắc Minh tìm được long chỉ thảo, đồng thời Đường Hạo cũng hấp thụ sát khí. Ầm ầm, trong vòng bán kính vạn dặm sấm chớp ầm ầm. Mây đen răng kín. Con thuồng luồng đen ba đầu đang điên cuồng tấn công Trương Đạc, sau khi nhìn thấy lôi kiếp lại không hề do dự bỏ rơi Trương Đạc và hang ổ mà bỏ đi. Sau trong sơn cốc, Đường Hạo cảm nhận năng lượng xung quanh hội tụ, tỏ vẻ mặt chấn kinh lên tiếng, lão quỷ, có chuyện gì vậy? Tôi đã hấp thụ hết sát khí của sơn cốc. Tại sao giữa thiên địa còn có năng lượng khác cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến cơ thể của tôi? Ha ha ha. Sóng thần năng lượng, đây là sóng thần năng lượng, lão quỷ cười lớn. Sóng thần năng lượng, đó là cái gì, Đường Hạo nghi hoặc, lão quỷ kích động giải thích, sóng thần bình thường là có loại năng lượng cường mạnh như động đất dao động gây ra, nước biển cùng hội tụ về một. Hướng. Sóng thần năng lượng cũng như vậy, điều khác biệt duy nhất chỉ là rất khó kích lên. Đường Hạo, cậu đã hấp thụ sát khí của cả sơn cốc, mà sát khí cũng là một loại năng lượng. Năng lực trong sơn cốc bị thiếu khuyết, dẫn đến năng lượng của khu thí luyện liền nhanh chóng bổ sung đến bên này. Cho nên mới dẫn đến sóng thần năng. Lượng. Bây giờ chỉ cần cậu mau chóng hấp thụ năng lượng ập đến này, thì có thể tiến vào một cảnh giới nhỏ. Tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Đường Hạo mặt nóng bừng, cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Xung kích. Sau trong hang ổ thuồng luồng đen. Có chuyện gì vậy? Không tóm được, Nguyễn Thanh Từ ngẩn người. Khi năm ngón tay của Diệp Bắc Minh sắp chạm đến long chỉ thảo, lại trực tiếp xuyên cùa. Cứ như long chỉ thảo không tồn tại, rõ ràng là ở ngay đó, mà dù thế nào cũng không chạm vào được. Diệp Bắc Minh hơi thộn người, tiểu tháp, thế này là sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, chẳng phải cậu đã thuộc lòng cả thần nông bản thảo kinh sao? Trong đó miêu tả long chỉ thảo thế nào? Không màu không mùi, vô hình vô dạng, gạch dưới. Sinh ra từ ngưng tụ năng lượng trời đất. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời chắc chắn, đúng thế, long chỉ thảo là vật thể vô hình. Đã là vật vô hình vô dạng, làm sao cậu có thể tóm được nó? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, cho nên,
tôi vốn không thể mang Long Chỉ Thảo về. Là ý đó. Không hoàn thành điều kiện của Lạc Khuynh Thành, đại sư tỷ của tôi phải làm thế nào? Vậy thì được rồi, cậu không mang được Long Chỉ Thảo về, chẳng lẽ còn không có cách giúp cô ta hồi phục sức mạnh của cảnh giới thần hoàng sao? Diệp Bắc Minh hiểu ra, tôi hiểu rồi. Anh không do dự, trực tiếp ngồi khoanh chân. Há miệng ra hút, năng lượng ẩn chứa trong Long Chỉ Thảo hội tụ về phía cơ thể của NHTL. Một lúc sau, Long Chỉ Thảo biến mất. Diệp Bắc Minh hơi thất vọng, dược liệu có thể khiến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong tiến vào tổ cảnh, mới khiến tôi tăng lên một cảnh giới nhỏ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không vui nói, cậu nhóc, cậu biết đủ đi. Trong cơ thể cậu đã có 148 chiếc xương chí tôn. Cậu nâng lên một cảnh giới nhỏ, tương đương với tăng 148 cảnh giới nhỏ. Cũng đúng. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tìm kiếm trong hang ổ của thuồng luồng đen một lượt, lại phát hiện mười mấy cây dược liệu hàng đầu. Ngoài ra, còn có nhẫn chữ vật của mấy chục cường giả. Có lẽ đều là chiến lợi phẩm sau khi bị thuồng luồng đen giết, Diệp Bắc Minh trực tiếp ném cho Nguyễn Thanh Từ. Nguyễn Thanh Từ kinh sự, anh Diệp, không được, giá trị của những thứ này quá cao, làm sao tôi có thể lấy được. Diệp Bắc Minh lắc đầu, những thứ này vô dụng với tôi, cô cầm lấy đi. Anh không có hứng thú đi góp vui, tôi chuẩn bị rời khỏi đây, hai người thì sao? Hả? Trương Đạc ngẩn người, anh Diệp, khu thí luyện trăm năm mới mở một lần. Anh chắc chắn không ở lại thêm một thời gian ư, còn có rất nhiều bí cảnh chưa khám phái. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không có hứng thú. Hai người muốn ở lại cũng được, tôi đi một mình. Thần hồn của đại sư tỷ là quan trọng nhất. Đã chậm một ngày, thần hồn của đại sư tỷ có thể hoàn toàn tiêu tan. Lấy ra lệnh thần hoàng. Truyền chân khí vào trong. Chỉ thấy mấy đạo phủ văn bay ra từ trong lệnh thần hoàng, hình thành một trận pháp, xé rách một đường khe không gian. Diệp Bắc Minh không hề do dự bước vào trong đó, biến mất. Nguyễn Thanh Từ thấy vậy, cũng không định ở lại. Cô ta đã có được mấy chiếc nhẫn chữ vật, tài nguyên bên trong đã đủ rồi. Cô ta cũng lấy ra lệnh thần hoàng, xé rách một đường khe không gian rời đi. Một mình ở lại bị Đường Hạo tìm được thì chết chắc. Thôi, đi thôi. Trương Đạc cắn răng, cũng lấy lệnh thần hoàng ra rồi rời đi. Trên không trung quảng trường trung tâm điện thần hoàng, ba cửa truyền tống xuất hiện trong không trung. Tất cả mọi người trên quảng trường đều ngẩn người, ai mà ra nhanh như vậy. Còn chưa đến 3 ngày. Liền sau đó, ba người Diệp Bắc Minh, Nguyễn Thanh Từ, Trương Đạc đi ra từ trong đó. Một cô gái áo xanh mặt đầy thất vọng quay người, Thanh Từ, cô đi ra sớm quái. Một ông lão lưng gù mũi đỏ chót khác thở dài, có cái tạo hóa này. Y, nhà họ Trường vẫn chưa thôi vậy, sau này chúng ta không tham gia vào chuyện của Điện Thần Hoàng nữa. Quay về mở dịch bảo các của chúng ta thì hơn. Nguyễn Thanh Từ muốn nói lại ngừng. Trương Đạc tỏ vẻ mặt lúng túng. Hắn đúng là không có được gì. Là tên nhóc cậu Hải. Ra nhanh như vậy, sợ chết phải không? Lão tổ Bích Hỏa Âm lạnh nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Ra cũng tốt, có lẽ cậu chưa gặp được ba đồ đệ của tôi. Bây giờ xong rồi, xúc sinh, lão phu có một vạn cách cho cậu hối hận vì đã đắc tội với lão phu. Vừa mới dứt lời. Lạc Khuynh Thành chuẩn bị rời đi. Sau lưng lại vang lên một giọng nói lạnh như băng, nếu chị xóa đi chấp niệm của đại sư tỷ của em sẽ khiến cho thần hồn của chị diệt vong. Lạc Khuynh Thành dừng chân lại, không thể tưởng tượng nhìn Diệp Bắc Minh, cho nên, em chuẩn bị dùng cách mạnh bạo. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu em không cần đến Long Chỉ Thảo và Nhân Sâm Phượng Huyết mà vẫn có thể giúp chị khôi phục thực lực cảnh giới thần hoàng thì sao? Không thể nào. Lạc Khuynh Thành quả quyết lắc đầu. Diệp Bắc Minh bổ sung một câu, lại thêm một cái nữa, giúp chị có tư cách bước vào tổ cảnh. Nhớ kỹ, là 100% bước vào tổ cảnh. Nghe thấy lời này, trái tim Lạc Khuynh Thành co rụt lại. Cô ấy thấy Diệp Bắc Minh tự tin như vậy, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, em. Dựa vào đâu chứ? Diệp Bắc Minh không hề giải thích, trực tiếp bước đến bên cạnh Lạc Khuynh Thành. Duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô ấy. Em muốn làm gì? Lạc Khuynh Thành giật mình, nhanh chóng thu tay lại. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên, nếu như chị không muốn khôi phục thực lực cảnh giới thần hoàng, cũng không muốn tiến vào tổ cảnh. Vậy thì hãy thu tay về, coi như lời vừa rồi em chưa từng nói. Thần hồn của đại sư tỷ em sẽ lấy về không tiếc bất cứ giá nào.
Em đang uy hiếp chị, gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành trầm xuống. Diệp Bắc Minh lười đến giải thích, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ấy. Lạc Khuynh Thành khẽ suy tư, nếu như em không làm được như lời em nói, chị đảm bảo em không thể bước ra khỏi Điện Thần Hoàng. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Lạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, đi theo chị. Cô gái áo lam không hề có ý định rời khỏi đây, ngược lại nhắc nhở một câu, điện hạ, là ý của tiền bối độc cô. Cút. Lạc Khuynh Thành khế quát một tiếng, một luồng hơi thở hùng mạnh nghiền ép xuống. Cô gái mặc áo lam quỳ bịch một tiếng trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, dạ, em xuống liền đây. Rồi chật vật chạy ra khỏi đại điện. Nhìn theo bóng dáng cô gái áo lam rời đi, Diệp Bắc Minh lắc đầu, xem ra độc. Cô bá đạo không hề yên tâm chị, còn phái người đến bên cạnh chị giám thị. Chẳng phải hai người sắp kết hôn sao? Gương mặt Lạc Khuynh Thành lạnh đi, chẳng liên quan gì đến em cả. Nói xong, cô ấy chủ động bàn tay ngọc nhỏ dài, em mau kiểm tra đi, thất thần làm gì? Đầu ngón tay Diệp Bắc Minh khẽ đặt lên. Liếc mắt nhìn thấu tình trạng toàn bộ thân thể cô ấy. Một lát sau, Diệp Bắc Minh thu tay về, cơ thể của chị bị hai loại sức mạnh gây thương tích, một loại cực lạnh, một loại cực nóng. Cho nên chị cần long chỉ thảo và nhân sâm phượng huyết để luyện chế đan dược, đền bù tổn thương của thân thể. Lạc Khuynh Thành trừng mắt lườm anh, nói lời vô dụng. Điều này còn cần em nói. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, vận may của chị không hề tệ, may mắn gặp được Imo. Nếu chị không gặp được em... Cho dù chỉ có lấy được long chỉ thảo và nhân sâm phượng huyết, thì có ăn hết đan dược luyện chế từ chúng, cũng không cách nào khôi phục. Thực lực cảnh giới thần hoàng. Lạc Khuynh Thành cười lạnh đáp trả, nói bậy nói bại. Chính em không thể tìm được hai loại dược liệu này, nên cố ý nói ra những lời này đúng không? Diệp Bắc Minh chắp tay đứng, khinh thường lắc đầu, chỉ quá xem thường em rồi. Em cần bịa ra loại lý do này sao? Sở dĩ chị không thể khôi phục thực lực, thân thể có vết thương chỉ là một trong số các nguyên nhân thôi. Nguyên nhân quan trọng nhất là chị đã trúng độc, không có khả năng. Lạc Khuynh Thành quả quyết lắc đầu, chị có trúng độc hay không, lẽ nào chị lại không biết. Diệp Bắc Minh giễu cợt lắc đầu, chị quá tự tin vào bản thân mình, hoặc là nói, chị rất tin tưởng độc cô bá đạo. Lạc Khuynh Thành sững sờ, chợt, giọng nói của cô ấy trầm xuống, em đang có ý gì? Mặc dù máu của thú hoàng có thể tạm thời ổn định vết thương của chị, nhưng cũng sẽ khiến tổn thương của chị nặng thêm. Sắc mặt Lạc Khuynh Thành không ngừng thay đổi. Diệp Bắc Minh lại cho thêm một liều mạnh, nếu như em không đoán sai, long chỉ thảo và nhân sâm phượng huyết cũng do độc cô bá đạo vô tình tiết lộ cho chị đúng không? Làm sao em biết được? Lần này, Lạc Khuynh Thành thật sự kinh ngạc. Thằng nhóc này chỉ xem mạch cho mình đúng một lần, thế mà đã đoán đúng 8-9 phần 10. Quá kinh khủng. Diệp Bắc Minh thở dài, thế mà đại sư tỷ của em chỉ là một sợi thần hồn của chị, chỉ số thông minh của chị thật sự chênh lệch quá nhiều với đại sư tỷ của Imo. Diệp Bắc Minh, đừng tưởng rằng bổn tọa không dám giết em. Lạc Khuynh Thành cảm giác chịu sỉ nhục. Diệp Bắc Minh lạnh lùng đáp lại, đừng có nhìn em như vậy, chị quả thực quá ngu ngốc. Ngực to mà không có não chính là dùng để chỉ loại người như chị. Imo. Lạc Khuynh Thành cắn răng. Đừng có chị em Imo. Diệp Bắc Minh không hề nể tình, nhất định phải để em nói rõ ràng ra chị mới hết hy vọng đúng không? Vì để tiến vào tổ cảnh, độc cô bá đạo chuẩn bị dùng chị làm lô đỉnh. Em nói cái gì? Anh vừa nói ra lời này, đại điện lập tức rơi vào yên tĩnh. Hô hấp của Lạc Khuynh Thành gần như ngưng trệ, trợn to mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh, không có chuyện đó. Diệp Bắc Minh lắc đầu, chỉ có muốn tin hay không thì tùy. Em chỉ nói một lần duy nhất thôi. Làm theo lời em có thể giúp chị khôi phục thực lực cảnh giới thần hoàng. Còn có thể giúp chị có cơ hội 100% tiến vào tổ cảnh. Lần này, Lạc Khuynh Thành im lặng. Lấy ra một con dao găm. Rueti, cắt đứt lòng bàn tay, máu tươi nhỏ vào bên trong một chén trà. Uống nó đi. Lông mày Lạc Khuynh Thành nhảy dựng, em muốn làm gì? Diệp Bắc Minh giơ chén trà. Uống đi rồi chị sẽ biết. Lạc Khuynh Thành do dự, nếu như em dám đùa cợt chị, em sẽ chết chắc. Đón lấy chén trà, cô ấy uống một hơi cạn sạch. Một giây sau, Lạc Khuynh Thành cảm giác toàn thân khô nóng, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng.
máu trong cơ thể như thể sôi trào. Cô ấy tức giận nhìn Diệp Bắc Minh, em đã làm gì chị? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn cô ấy, giải độc. Giải độc. Lạc Khuynh Thành sững sờ. Một giây sau, cô ấy kinh ngạc phát hiện mặt ngoài cơ thể mình chảy ra một lớp máu đen. Theo càng ngày càng nhiều máu đen trào ra, tình trạng cơ thể cô ấy chợt tốt lên. Làm sao có thể, máu đen này là cái gì, Lạc Khuynh Thành giật nảy mình. Diệp Bắc Minh đáp, là máu của thú hoàng mà độc cô bá đạo bảo chị uống. Sau khi chị uống máu tươi của em vào, trực tiếp ép chúng ra khỏi cơ thể. 3 ngày 1 lần, chị uống thêm 2 lần sẽ có thể ép ra toàn bộ máu độc. Lạc Khuynh Thành hoàn toàn tin tưởng Diệp Bắc Minh, cô ấy thật sự trúng độc. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh lại lấy ra giấy bút, viết xuống một đơn thuốc, cả đơn thuốc này nữa, chị dùng nó đi. Lạc Khuynh Thành đón lấy xem xét, đơn thuốc này là để làm gì? Đều là một vài dược liệu thường gặp, cô ấy tiện tay là có thể gom đủ. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, trị liệu nội tiết mất cân đối. Tính tình chị quá nóng nảy, bất lợi cho đợt trị liệu tiếp theo. Lạc Khuynh Thành khế quát một tiếng, cút. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, 3 ngày 1 lần, đã đến giờ thì chị tự mình tìm đến tôi uống máu tươi. Chờ đến khi hóa giải hết máu độc bên trong cơ thể chị, em có thể giúp chị khôi phục sức mạnh của cảnh giới thần hoàng. Đi đến cửa đại điện, đột nhiên anh dừng bước lại, em cũng có một câu hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 98.